Nên mình sẽ lên một cái mảng bên dự phòng. Mã này là bán xuyên suốt nha, tính ra cũng chừng là khoảng 5 năm rồi đó cả nhà. Bên này là bên dự phòng Trimark, loại này là 10 ngày MAH nha cả nhà. Cả nhà thấy không? Ở đây là thiết kế bao bì ngoài của nó nè. Rồi, ở bên phía bên hông và đây là phía đằng sau. Tất cả đều có mã code ha, mã vạch mã code hết để cho mọi người về mọi người check. Và đối với loại pin này thì nó có tất cả những cái thông số nha. Và có đầy đủ ROHS là những cái thông số mà chỉ số chống cháy, chống nổ đó cả nhà. Nên khi mà dùng những cái sản phẩm này mình an tâm. Đối với cái loại này thì nó sẽ có cho mình cái màu trắng. Đó, đây, cả nhà mình sẽ gửi ra cho mọi người xem. Nó sẽ có màu trắng nên những anh chị em nào mà mình cửa hàng hoặc là mình doanh nghiệp thì mình muốn in lên á, thì bên em cũng có hỗ trợ in luôn nha. Rất là ok. Đầu tiên thì mình sẽ thấy nó là ở trên dự phòng á, thì nó sẽ có một cái dòng chữ là Remax nè. Remax 10.000, mã này là bán xuyên suốt luôn nha cả nhà, 10.000. Và ở đây thì nó sẽ có cho mình là hai cổng. Hai cổng này là hai cổng USB để mà mình sạc ra và hai cổng sạc vô. Hai cổng sạc vô nè, cả nhà thấy không? Một cổng Type-C với là một cái cổng TPC. Còn hai cổng sạc ra và nó có sạc nhanh luôn nha cả nhà. Và khi mà mình bấm mình khởi động lên á thì nó sẽ có hiện cho mình đó, khi mà cái pin này nè cả nhà. Cả nhà thấy không? Cái dung lượng pin của mình á nó còn nhiều còn ít, còn bao nhiêu nắp nó có hiện lên hết cho mình luôn. Nên mình an tâm, mình sử dụng nếu mà gần hết thì mình biết mà mình sạc. Và đặc biệt hơn nữa đó. Ở đây mình sẽ cho mọi người xem một cái một số thông số đằng sau. Và tất cả những cái chỉ số chống cháy nổ thì đều có hết. Mã này thì có, nói chung là có bảo hành hết nên mọi người an tâm nha. Và đặc biệt hơn đó là nó sẽ có cái sợi cáp. Đó, ở đây nó sẽ có cho mình cái sợi cáp và sợi cáp này cáp hết nha. Rất là ok, cả nhà thấy không? Này nó sẽ hết nè, để hết. Và cái đầu này là một cái đầu sạc vô. Và cái cáp này nó đa công dụng luôn nha cả nhà. Cái đầu ở phía trên á, cái đầu này nè, nó cũng giống như là cái USB á của mình á, bình thường để mà mình sạc. Để mà mình cắm mình sạc ra, nếu mà mình muốn sạc ra thì mình cắm cái đầu này. Đó, mình cắm và vô bài và mình cắm cái cổng này sạc ra. À, còn nếu mà mình muốn sạc vô á thì mình cắm ngược lại là xong. Muốn sạc vô thì mình cắm cái này. Đó, còn cái đầu này mình cắm vô cái cục cốc. Hay chưa cả nhà? Đó thì bây giờ nói chung là đối với những cái mã pin dự phòng bây giờ nó thiết kế hiện đại lắm á cả nhà. Và nhất là những cái mã pin mà có hàng Remax như thế này, nó vừa ổn định, dung lượng của nó chuẩn mà nói chung là hàng chính hãng, với lại hơn nữa là mình xài cực bền mà nhỏ gọn nữa cả nhà. Mình cầm đi, cầm nó trên tay nên nó nhỏ gọn lắm. Nên khi mà mình cầm trên tay hoặc là mình có thể là bỏ túi, rất là ok luôn. Và nếu như mà anh chị em nào mà cần một cái mã pin dự phòng để Tết này mình đi du lịch hoặc là mình đi tất cả những cái nói chung là công việc của mình á, đi công tác rồi đó, thì chúng ta nên dùng cái mã pin dự phòng Remax này nha. Nếu mà muốn nhỏ gọn thì cái mã pin này là đáp ứng được hết tất cả mọi thứ luôn. Và nó có kèm cho mình một cái sợi cáp đa năng như thế này. Ok nha cả nhà. Và hàng về bao la, anh chị em cần bao nhiêu cũng có.